tranh tiếp diễn, phần lớn với nhiều thắng lợi, nhưng mọi người đã thôi nói. Chỉ còn một chiến thắng nữa thôi là chiến tranh chấm dứt. Cũng như chẳng còn ai bảo là bọn Yankee đều hèn nhát. Bây giờ, sự thật đã rõ ràng là tụi Yankee không hề hèn nhát chút nào và cần phải có thật nhiều chiến thắng nữa mới mong chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, với những chiến thắng ở Tennessee do công trạng của tướng Morgan và tướng Forrest, cộng thêm chiến công oanh liệt thứ nhì ở Bull Run cũng đủ khiến người miền Nam quá hả hê. Nhưng đó cũng chỉ là những trận trả giá quá đắt. Tất cả các bệnh viện và tư gia ở Atlanta đều tràn ngập thương bệnh binh và số phụ nữ mặc tang phục đen càng ngày càng nhiều thêm. Các dãy mộ buồn thảm ở nghĩa địa Oakland cũng càng ngày càng dài ra. Tiền của liên bang miền Nam mất giá tới mức độ báo nguy và giá cả thực phẩm cũng theo mức độ đó từ từ leo thang. Ban quân nhu ngày đêm lo thu gót thực phẩm đến nỗi dân Atlanta phải hạn chế việc ăn uống. Bột mì đã khan hiếm và quá mắc, khiến dân chúng phải dùng bột bắp thay thế các món bánh nướng, bánh kẹp. Các hàng thịt chẳng còn lấy một miếng thịt bò nào, chỉ lèo tèo vài ba miếng thịt cừu. Nhưng thịt cừu thì giá lại quá cao, nên chỉ vừa túi tiền những người giàu. Tuy thế, thành phố vẫn được cung cấp nhiều heo, gà và rau quả. Cuộc phong tỏa càng ngày càng chặt chẽ hơn, khiến các loại hàng hóa xa xỉ như trà, cà phê, tơ lụa, nước hoa, tạp chí thời trang, sách vở đều khan hiếm và cao giá. Ngay cả loại vải xấu nhất cũng lên giá dễ sợ, đến nỗi phụ nữ phải buộc lòng sửa áo mùa thu trước để mặc lại. Các khung dệt từ nhiều năm bị bỏ xó trong kho bụi bám đầy bắt đầu được lôi ra, và gần như tại mỗi phòng khách đều có xuất hiện một vài bộ y phục bằng vải tự tay dệt lấy. Quân nhân, tư chức, phụ nữ, trẻ con và dân da đen bắt đầu mặc loại vải ở nhà dệt lấy. Màu xám của quân phục liên bang miền Nam gần như biến mất, nhường chỗ lại cho màu nâu của vải dệt ở nhà rồi đem nhuộm. Các bệnh viện bắt đầu lo đối phó với nạn khan hiếm thuốc trị bệnh sốt rét, thuốc trị các chứng đau ruột, á phiện, thuốc mê và thuốc sát trùng. Vải dùng để may băng cứu thương trở nên quý như vàng, nên các bà làm ở bệnh viện phải mang về từng thúng đầy những khăn loang lổ máu để giặt ủi rồi mang ra dùng lại. Nhưng đối với Scarlett vừa nhô ra khỏi lớp vải quả phụ thì chiến tranh lại là một thời kỳ vui chơi náo nhiệt. Những thiếu thốn về các vấn đề ăn uống và may mặc không làm cho nàng bận tâm vì đang quá hân hoan trở lại được thế giới bên ngoài. Nhớ lại cái thời kỳ nhàm chán năm qua, từng ngày một giống hệt nhau lặng lẽ trôi, nàng bỗng thấy thời gian bây giờ đi mau khủng khiếp. Cứ mỗi ngày là một thời gian phiêu lưu rộn rã, ngày mà nàng có thể gặp thêm khuôn mặt đàn ông mới và những người đó xin phép được đến nhà nàng để viếng thăm, trầm trồ sắc đẹp của nàng và cho biết sẽ sẵn sàng chiến đấu hoặc chết vì nàng. Nàng vẫn có thể yêu Ashley tới hơi thở cuối cùng, nhưng điều đó không cấm được việc làm cho bao nhiêu trai đẻ khác bị lôi cuốn đến phải ngỏ ý cầu hôn. Không khí chiến tranh dai dẳng ở địa phương khiến cho các cuộc giao tiếp trong xã hội mất đi nhiều nghi thức, song có phần thú vị. Đó là một thứ bất quy thức mà những người lớn tuổi đâm ra hoảng sợ. Nhiều bà mẹ bỗng thấy một số đàn ông lạ mặt đến thăm con gái mình, không một lá thư giới thiệu, cũng chẳng biết gốc rễ ở đâu, và mấy bà cuống cuồng lên khi thấy con gái mình nắm tay những người đàn ông lạ đó. Bà Meriwether chỉ dám hôn chồng sau lễ cưới, đã trố mắt kinh ngạc khi bắt gặp con gái mình là Maybelline hôn anh chàng Joe vào nhỏ bé, trung úy Ren Picard, và bà còn kinh hoàng hơn nữa khi con gái bà cãi lại, cho rằng việc đó chẳng có gì xấu hổ. Chuyện Ren à, ngay lúc đó ngỏ ý cầu hôn con gái bà cũng không làm bà thôi ngơ ngác. Theo quan điểm của bà thì miền Nam đang đi dần tới chỗ sụp đổ toàn diện về đạo đức, và bà cũng thường nói ra như vậy. Các bà mẹ khác đều cùng một ý như bà và đổ lỗi cho chiến tranh. Nhưng đối với những người không rõ mình sống chết ngày nào thì không thể đợi nổi một năm trước khi được gọi cô gái mình yêu bằng cái tên thân mật. Họ cũng không thể phá vỡ cái hàng rào tập tục cổ truyền đã quen thuộc từ trước chiến tranh.
và những cô gái từng được dạy là muốn tỏ ra đoan trang phải từ chối lời cầu hôn liên tiếp 3 lần đã đâm bổ vào ngay lần ngỏ ý đầu tiên. Lối sống phá lệ đó đối với Scarlett là một trò thú vị. Ngoại trừ công việc nhớp nhúa săn sóc thương bệnh binh và sự chán nản trong những giờ cuộn băng, nàng thấy chiến tranh có kéo dài tới đâu thì tới. Thật vậy, bây giờ nàng đã chấp nhận được không khí nhà thương một cách điềm tĩnh hơn trước, bởi vì nơi đó cũng là một khu vực săn đuổi tốt nhất của nàng. Các thương binh ngã quỵ trước sắc dáng của nàng không một kháng cự. Thay băng cho họ, rửa mặt cho họ, lót gối và quạt cho họ, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến họ yêu rồi. Quả là thần tiên sau một năm buồn thảm. Scarlett đã trở lại cuộc sống cũ như trước khi lấy Shorts và có cảm tưởng như chưa bao giờ lấy chồng, chịu tan cũng như không hề sinh thằng Wade. Chiến cuộc hôn nhân sinh nở thoảng qua không hề gợi được một ấn tượng sâu xa nào, cho nên nàng vẫn không thay đổi. Nàng có con, nhưng đứa bé được săn sóc quá chu đáo bởi bao nhiêu người trong ngôi nhà gạch đỏ này đến nỗi gần như nàng đã quên khuấy nó. Trong tim và óc, nàng vẫn cứ là Scarlett O'Hara, hoa khôi đông hạt. Tư tưởng và hoạt động của nàng vẫn như ngày cũ, nhưng môi trường hoạt động đã được mở rộng ra. Bất chấp sự phản kháng của bạn bè của Pitipat, nàng cứ sống như trước khi lấy chồng, tham dự tiệc tùng khiêu vũ, cưỡi ngựa rong chơi với quân nhân, làm dáng hành động như lúc còn con gái, chỉ trừ một việc là chưa lột bỏ tan chồng. Nàng biết những việc đó sẽ như một giọt nhỏ vào ly nước đầy, và hai chiếc ly đầy đó là cô Pitipat và Melanie. Là quá phụ, nàng cũng phô trương sắc dáng như thời con gái, hài lòng khi đạt được ý muốn, tự phụ về mã lực thu hút của mình và được nhiều đàn ông theo đuổi. Chỉ mới vài tuần trước đây còn sống trong buồn thảm, bây giờ nàng vui sướng vì được nhiều người si mê, được tán tụng sắc đẹp, vì tuần như đã quên chuyện Ashley cưới Melanie và nàng đang ở một nơi nguy hiểm. Nhưng dù sao, ý nghĩ Ashley đã thuộc về kẻ khác cũng không mấy nặng nề, bởi vì chàng đang ở cách xa. Với khoảng cách hàng trăm dặm giữa Atlanta và Virginia, dường như Ashley cũng thuộc về nàng nhiều như thuộc về Melanie. Vì vậy mà mùa thu năm 1862 qua mau với những ngày làm nữ điều dưỡng, khiêu vũ, đi dạo và cuộn băng. Ngần ấy việc đã choáng hết cả thời giờ, khiến nàng chỉ về thăm Tara mấy lần ngắn ngủi. Những chuyến về quê đó thật chán chường, vì nàng ít có dịp hầu chuyện lâu với mẹ như vẫn mong chờ khi ở Atlanta. Không đủ thì giờ ngồi bên bà Ellen khi bà may vá để ngửi mùi hương thoang thoảng của mã tiền thảo toát ra từ y phục của mẹ, hay ngửa mặt cho bàn tay mềm mại của mẹ vuốt ve. Bà Ellen đã gầy đi và luôn luôn bận rộn từ sáng sớm cho tới khi cả đồn điền đi ngủ. Những đòi hỏi của ban quân nhu mỗi tháng lại nặng nề hơn, và nhiệm vụ của bà là phải làm sao để gia tăng mức sản xuất của Tara. Lần đầu tiên từ nhiều năm qua, ông Gerard cũng làm chẳng hở tay vì phải thay thế chức vụ quản lý của Jonas Wilkerson và phải thân hành đi xem xét đất đai. Chẳng được gì khác hơn là cái hôn của mẹ trước khi đi ngủ, còn cha thì suốt ngày ở ngoài đồng. Scarlett nhận thấy Tara buồn thảm quá. Cả hai cô em gái cũng luôn luôn dành hết thời giờ cho chuyện riêng tư. Bây giờ, Sue Ellen đã thông đồng với Frank Kennedy và ca luôn miệng bài khi cuộc chiến tàn khốc này kết thúc với một vẻ tinh quái khiến Scarlett không sao chịu nổi. Còn Karen thì luôn luôn chìm đắm trong những giấc mơ về với Brent Tarleton, nên cũng không thể làm vui nàng được. Mặc dù lần nào trở về Tara, tim nàng cũng reo vui, nhưng nàng cũng chẳng buồn tiếc gì khi nhận được thư của cô Pitipat và Melanie khẩn cầu nàng trở lại với họ. Những lúc đó bà Ellen thường thở dài buồn bã khi nghĩ rằng đứa con gái đầu lòng và thằng cháu ngoại duy nhất sắp phải xa bà. Bà nói: "Mẹ không thể ích kỷ giữ con lại đây trong khi con có nhiệm vụ săn sóc thương binh ở Atlanta. Mẹ buồn chỉ vì hình như mẹ không có thời giờ nói chuyện với con để tìm lại hình ảnh đứa con ngày nào còn bé bỏng trước khi con rời xa mẹ." "Mẹ, lúc nào con cũng là đứa con bé bỏng của mẹ mà." Scarlett vừa nói vừa vùi đầu vào ngực bà Ellen, mặc cảm phạm tội dâng lên trong lòng.
nàng không thể nói với mẹ là chính những người si mê nàng, những cuộc khiêu vũ, chứ không phải là bổn phận rước giới liên bang miền Nam đã lôi kéo nàng trở lại Atlanta. Dạo sau này, nàng đã che giấu bà Ellen nhiều chuyện, nhưng quan trọng hơn cả là nàng vẫn giữ bí mật về chuyện Red Butler thường hay lui tới nhà cô Pettipat. Luôn nhiều tháng sau ngày hội chợ, bất cứ lần nào trở lại Atlanta, Red Butler cũng tới thăm và chở Scarlett đi dạo, đưa nàng tới dự những buổi chợ phiên từ thiện hoặc những cuộc khiêu vũ, và tới tận cửa bệnh viện để đón nàng về. Nàng không còn sợ hắn tiết lộ những bí mật của mình, nhưng thâm tâm nàng vẫn không quên kỷ niệm đáng ngại lúc gã bắt gặp nàng trong tình trạng tồi tệ nhất và biết rõ sự thật về Ashley. Đó là lý do khiến nàng phải giữ gìn lời nói mỗi lần bị hắn quấy nhiễu, và hắn thì cứ luôn luôn quấy nhiễu nàng. Red khoảng trên 30 tuổi, lớn hơn bất cứ người nào đang đeo đuổi nàng, và khi đó nàng bất lực như một đứa bé, chẳng có cách gì chế ngự nổi hắn như đã từng làm với các chàng trai cùng trang lứa. Trông hắn cứ phớt tỉnh như trên đời chẳng còn có gì đáng ngạc nhiên. Hắn lại còn thích dồn nàng vào một cơn giận nghẹn lời, và dường như đó là những lúc hắn khoái trá nhất. Thường thường khi bị trêu tức, nàng để cho cơn giận bùng lên theo dòng máu ái nhĩ lan của ông Gerard. Nhưng dòng máu đó chỉ cuồn cuộn chảy dưới khuôn mặt dịu dàng thừa hưởng của bà Ellen. Lúc trước nàng không bao giờ nghĩ đến việc kềm chế tính khí ái nhĩ lan đó, trừ khi ở trước mặt mẹ. Bây giờ đau khổ khi phải nén lại vì sợ phải nhìn nụ cười khoái trá của hắn. Nếu hắn cũng mất bình tĩnh như nàng thì có gì đáng gọi là thiệt thòi đâu. Sau những lần cãi giả mà ít khi nắm được phần thắng, nàng quả quyết rằng hắn là một kẻ bất xứng, vô giáo dục, không phải giai cấp quý tộc, và thề sẽ chẳng thèm giao thiệp nữa. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng trở lại Atlanta, đến giếng làm như để thăm cô Pettipat, rồi tặng cho Scarlett một hộp kẹo mang từ Nashville về với những cử chỉ chiều chuộng thái quá. Hoặc hắn giữ trước một ghế ngồi nghe hòa nhạc, hoặc khẩn khoản mời nàng đi khiêu vũ. Luôn luôn điệu bộ trơ trẽn dễ mến của hắn làm nàng phải bật cười và quên hết chuyện cũ, cho đến lúc một vụ trêu tức khác diễn ra. Dù hắn hay chọc giận, nàng vẫn thấp thỏm mong hắn đến thăm. Người hắn như tỏa ra một thứ gì kích động mà nàng không phân tích được, một cái gì khác xa những người đàn ông nàng quen biết. Có cái gì ngây ngất nơi thân hình lực lưỡng của hắn, nên mỗi lần hắn bước vào một gian phòng, người ta có cảm tưởng như vừa chạm mạnh vào một khối thô cứng nào đó. Có cái gì ngạo mạn và châm biếm trong ánh mắt đen thẳm của hắn, làm khơi dậy ở Scarlett lòng thèm muốn được chế ngự hắn. Nàng bối rối thầm nghĩ, làm như mình yêu hắn. Mỗi khi đến giếng, cái vẻ hoàn toàn đàn ông của hắn làm cho căn nhà mang toàn nữ tính của cô Petey như nhỏ bé lại. Scarlett không phải là người duy nhất trong gia đình có phản ứng kỳ lạ và không chịu được sự hiện diện của hắn, mà chính cô Petey cũng phải bấn loạn và xao xuyến vì sự có mặt của hắn. Cô Petey vẫn biết sẽ bị bà Ellen phản kháng nếu bà biết được việc hắn thường đến giếng con gái bà, và cô cũng biết là pháp lệnh của Charleston đã loại hắn ra ngoài xã hội thượng lưu, thì không thể coi thường được trước những món quà xinh xắn và những cái hôn tay của hắn. Cô chỉ còn là con ruồi đặt trước bình mật. Hơn thế nữa, hắn còn thường mang về cho cô Petey những món quà nho nhỏ mua từ Nashville mà hắn quả quyết rằng chỉ mua riêng cho cô, sau khi liều mạng vượt vòng phong tỏa. Kim ghim, kim may, nút áo, suốt sợi, lụa và kẹp tóc, những món xa xỉ nho nhỏ đó không tài nào tìm ra được lúc này. Phụ nữ chỉ mang kẹp bằng gỗ chuốt tay, dùng hạt dẻ rừng bọc vải làm nút áo, và cô Petey thì thiếu hẳn tinh thần chịu đựng để khước từ những món đó. Mặt khác, cô hoàn toàn như một đứa bé, chỉ thích thú những món quà bất ngờ và không thể nào cưỡng nổi ý định mở các gói ra xem. Và một khi đã mở ra, cô không còn can đảm từ chối nữa. Đã nhận quà như thế thì làm sao cô còn đủ can đảm để bảo hắn là một người mang tai tiếng xấu. Hắn không xứng đáng thăm viếng ba người đàn bà đơn độc, chẳng có đàn ông che chở. Và cô Pettipat cũng luôn luôn cảm thấy cần tới sự che chở của đàn ông mỗi khi Red Butler có mặt trong nhà. Cô thở dài. Cô chẳng biết ông ta là người như thế nào. Nhưng mà thôi, mặc kệ.
Cô cứ cho là một người tử tế đi, một người khả ái. Nếu cô cảm nhận được là trong thâm tâm ông ta cũng biết kính trọng phụ nữ. Từ ngày được chuộc giùm nhẫn cưới, Melanie cho rằng Red là một nhà quý phái tinh tế khéo léo, nên không khỏi tức vì nhận xét của cô Pettipat. Phần Scarlett, nàng mặc nhiên tán đồng ý kiến của cô Petty. Cũng như cô Petty, nàng nghĩ là chẳng bao giờ hắn kính trọng một người đàn bà nào cả, có lẽ trừ Melanie ra. Nàng vẫn cảm thấy như lõa lồ khi hắn chăm chú nhìn nàng từ trên xuống dưới. Chỉ riêng với Melanie là hắn không có cái nhìn như thế, không ẩn chứa một sự định giá lạnh lùng, không có nét châm biếm trong ánh mắt. Nói chuyện với Melanie, giọng hắn trở nên khác biệt, nhã nhặn, kính nể và sẵn sàng phục dịch. Tại sao ông tử tế với chị ấy hơn tôi? Một chiều, lúc hai người ngồi riêng với nhau, trong khi cả nhà còn ngủ trưa, Scarlett đã hỏi Red như vậy. Luôn cả tiếng đồng hồ ngồi quan sát hắn ngồi cầm chỉ để Melanie cuộn đan, Scarlett để ý tới nét mặt bí ẩn của hắn, trong khi im lặng ngồi nghe người chị chồng hãnh diện kể chuyện Ashley dẹp việc chàng mới được dinh thăng. Scarlett biết rõ là Red chẳng mãi may coi trọng Ashley và cũng bất cần tới chuyện chàng vừa được thăng cấp thiếu tá. Tuy nhiên hắn vẫn nhã nhặn nói vài ba câu phải phép đối với thành tích dũng cảm của Ashley. Nàng nghĩ thầm, nếu mình mà nói tới Ashley thì hắn sẽ nhướng mày lên và cười đểu ngay. Nàng nói tiếp, tôi đẹp hơn chị ấy nhiều, không hiểu tại sao ông lại đối xử với chị ấy lịch sự hơn là đối với tôi. À, tôi có quyền hy vọng là cô ghen không, Scarlett? Ồ, đừng có tưởng bở. Lại một hy vọng nữa tiêu tan. Tôi lịch sự với bà White vì bà ấy xứng đáng. Bà ấy là một trong số rất ít người biết tử tế, chân thành và xả kỹ mà tôi đã từng gặp. Có lẽ cô không nhận thấy những đức tính cao quý đó. Hơn nữa, dù hãy còn trẻ, bà White có cung cách của một trong số rất ít các bà quý tộc mà tôi đã hân hạnh biết tới. Nghĩa là ông muốn ám chỉ là tôi không phải một phụ nữ quý tộc phải không? Dường như ngay trong lần gặp nhau đầu tiên, chúng mình đều đồng ý rằng cô không phải là một phụ nữ quý phái kia mà. Nè, đừng có quá tức mà sống sượng đem chuyện đó ra. Tại sao ông cứ dùng cái trò trẻ con ấy để đối phó với tôi? Chuyện đã quá lâu rồi và tôi cũng đã trưởng thành nhiều rồi. Nếu không có cái lối nói xiên xẹo của ông, chắc chắn là tôi đã quên tuốt hết. Tôi không thích cho đó là một trò trẻ và cũng không nghĩ là cô đã trưởng thành. Thỉnh thoảng cô cũng còn muốn ném vài cái bình nếu không làm được theo ý mình. Nhưng bây giờ thì đã làm được theo ý mình rồi, nên cô chẳng thấy cần phải đập đồ đập đạc nữa. Ồ, ông là... ước gì tôi là đàn ông, tôi sẽ tống cổ ông ra và... Và cô sẽ mất mạng. Trong vòng 50 thước, tôi bắn trúng đích như chơi. Tốt hơn là nên sử dụng những thứ vũ khí sẵn có của cô. Má lúm đồng tiền, bình bông và những loại tương tự. Đồ vô lại! Bộ cô tưởng là cô có thể chọc giận được tôi hả? Rất tiếc là đã để cô thất vọng. Cô không thể chọc giận được đâu, vì những tiếng mắng chửi cùng loại đó đối với tôi đều đúng cả. Đúng vậy, tôi là một đứa vô lại. Và tại sao không? Đất nước này tự do và người ta có quyền làm một thằng vô lại nếu người ta muốn được như vậy. Chỉ có những kẻ đạo đức giả như cô, thừa người đẹp quý mến, trái tim đen như mực nhưng cố che giấu, chỉ có những kẻ đó mới nổi giận khi bị gọi trúng tên. Trước cái cười trầm tĩnh và những nhận định bằng giọng kéo dài của hắn, Scarlett đâm ra bất lực, bởi vì từ trước tới nay nàng chưa hề gặp một người nào hoàn toàn bất khả xâm phạm đến thế. Đối với hắn, các loại vũ khí như khinh bỉ, lạnh lùng và nhục mạ đều vô hiệu. Kinh nghiệm cho Scarlett biết, người nói láo chính là kẻ bênh vực mãnh liệt nhất cho sự thật của mình. Người hèn nhát thì hay nói tới lòng can đảm của họ, và người đê tiện thì lại thấy là phải quyết liệt bảo vệ danh dự của y. Nhưng với Red thì không vậy, hắn nhìn nhận tất cả rồi cười xòa và chọc cho nàng nói nhiều hơn. Luôn những tháng đó, Red lui tới Atlanta thường hơn, tới không kèn trống và đi không một lời giả biệt. Scarlett không hiểu bằng cách nào đã khiến hắn tới Atlanta
vì rất ít người vượt phong tỏa đi quá xa miền duyên hải như thế. Họ cất hàng lên Wilmington hoặc Charleston, ở đó đã chầu chực sẵn vô số thương gia và những tay đầu cơ từ khắp miền Nam tới để mua hàng theo thể thức đấu giá. Scarlett cảm thấy hài lòng, nghĩ rằng hắn chịu khó lặn lội xa như thế là để thăm mình. Mặc dù hết sức tự kiêu, nàng vẫn không hoàn toàn tin được chuyện đó. Nếu hắn đã có lần thổ lộ tình yêu hay giả vờ ghen tuông vì những người đeo đuổi nàng, hoặc nắm tay nàng xin một bức ảnh hay một chiếc khăn tay, là nàng quả quyết ngay rằng hắn đã bị nàng mê hoặc. Nhưng không, hắn vẫn cứ là một kẻ chẳng si mê, lại hay quấy rầy, và tệ hại hơn cả là dường như hắn đã nhìn thấy rõ tất cả những mánh khóe của nàng dùng để quyến rũ hắn. Cứ mỗi lần hắn tới là nữ giới xôn xao. Họ xôn xao không phải vì hắn mang trên người cái danh dự người hùng dược phong tỏa, mà là do mối kích động giống như của người đứng trước cái cấm. Tai tiếng hắn chẳng còn một ai không biết, và mỗi lần các bà vợ ở Atlanta châu đầu vào nhau để bàn tán, thì tiếng tăm của hắn lại còn thậm tệ hơn lên, và điều đó càng làm cho hắn trở thành quyến rũ nhiều thêm đối với các cô gái. Ngoài những anh hùng trận mạc ra, Fred là nhân vật được nói tới nhiều nhất ở Atlanta. Ai cũng biết là hắn bị đuổi ra khỏi đại học võ bị West Point là vì say rượu và dính líu tới chuyện gái giết. Cái chuyện tồi tệ khủng khiếp của hắn với một cô gái ở Charleston, cái đó là một trận đấu súng, và hắn đã bắn chết người anh của cô gái đó để được Atlanta coi như là tài sản công cộng. Thư từ qua lại giữa Atlanta và Charleston càng làm cho câu chuyện sáng tỏ. Cha hắn, một nhà quý tộc, đã phải đuổi hắn ra khỏi nhà không một xu dính túi năm hắn 22 tuổi. Tên hắn cũng bị xóa luôn trong gia phả. Sau vụ đó, hắn phải lang thang tới California theo chân những người săn vàng năm 1849. Rồi từ đó hắn đi qua Nam Mỹ và Cuba. Tất cả những gì hắn làm trong thời kỳ đó đều chẳng có gì tốt đẹp. Lăng nhăng với phụ nữ, bắn lộn, buông súng lậu cho phe cách mạng Trung Mỹ. Và tệ hại hơn tất cả, hắn lại là một tay đánh bạc nhà nghề. Đó là những gì Atlanta biết được về hắn. Ở Georgia, gần như chẳng gia đình nào là không có một thân nhân đánh bạc thua đến phải bán nhà bán đất và bán luôn cả bọn nô lệ. Nhưng đó là chuyện khác. Người ta có thể phá sản vì cờ bạc, nhưng vẫn cứ là người quý phái. Chứ đánh bạc nhà nghề thì nhất định phải là một tên bất lương. Nếu không có tình trạng xáo trộn vì chiến tranh và những dịch vụ riêng của hắn đối với chính phủ liên bang miền Nam, chắc chắn hắn không bao giờ được tiếp nhận ở Atlanta. Bây giờ ngay đến những người câu nệ nhất cũng phải nhận thấy rằng tinh thần yêu nước đòi hỏi họ phải bao dung hơn. Phần lớn tình cảm đều nghiêng về phía gia đình con chiên ghẻ Butler và gia tộc hắn, sau khi nghĩ kỹ đã đồng ý mở cho hắn một con đường chuộc tội. Thế là các bà cảm thấy có nhiệm vụ mở rộng chút ít tầm tay ra, đặc biệt là đối với một thuyền trưởng vượt biển gan lì như hắn. Tất cả đều đã nhận ra rằng số phận của liên bang miền Nam tùy thuộc vào những chiếc tàu tránh né được hạm đội Yankee, cũng tương đương với sự tùy thuộc vào các chiến sĩ ngoài mặt trận. Theo lời đồn đại thì Butler là một trong số các thuyền trưởng xuất sắc nhất của miền Nam, và sự liều lĩnh táo bạo của ông ta không ai sánh được. Sinh trưởng tại Charleston, hắn đã thuộc lòng từng eo biển gành đá cũng như các dũng cạn chỗ sâu của các vùng duyên hải Carolina gần với hải cảng này. Hắn cũng đi lại dễ dàng như trong nhà trên các vùng biển xung quanh hải cảng Wilmington. Chưa bao giờ hắn để mất một chiếc tàu hay bắt buộc phải ném hàng xuống biển. Ngay từ ngày chiến tranh bùng nổ, hắn từ trong bóng tối hiện ra với khoản tiền đủ mua một chiếc tàu nhỏ chạy nhanh. Và bây giờ nhờ vào tiền lời 2000% trên mỗi chuyến hàng dược phong tỏa, hắn đã làm chủ 4 chiếc. Hắn mướn toàn những người tài ba và trả lương rất hậu. Những đêm tối trời, thuyền của hắn len lỏi vượt dòng dây ra khỏi Charleston và Wilmington, chở theo bông vải đem bán ở Nassau, Anh Quốc và Gia Nã Đại. Các nhà máy sợi ở Anh lúc sau này lâm vào tình trạng ngưng trệ và công nhân đành chịu cảnh đói khát. Cho nên bất cứ ai vượt qua nổi hàng rào biển của hạm đội Yankee đều có thể mặc tình làm mưa gió về giá cả ở Liverpool. Tàu của Red luôn luôn may mắn một cách kỳ lạ, lúc chở bông vải ra cũng như lúc mang chiến cụ về, toàn là những quân dụng mà liên bang miền Nam khắc khoải chờ đợi.
Dân chính vì thế mà các bà có thể tha thứ cho hắn, nhờ vào vô số công trạng của hắn, nhất là đối với một người dũng cảm như vậy. Là con người phóng khoáng, hắn đi tới đâu đều có người chú ý. Hắn xài tiền như nước, cưỡi một con ngựa ô nòi hung hăng và luôn luôn ăn mặc đúng thời trang. Chỉ một bộ y phục của hắn thôi cũng đủ khiến mọi người để ý tới, bởi vì quần áo của binh sĩ bây giờ đã quá dơ bẩn, hôi hám và rách nát. Còn dân chúng trang trọng nhất cũng chỉ với những bộ đồ được chằm giá khéo tay thôi. Scarlett không khỏi nhìn nhận là chưa hề thấy ai phục sức thanh lịch và oai vệ như hắn cả. Rất ít phụ nữ có thể cưỡng chế nổi mỗi khi hắn muốn thu phục nhân tâm, và cuối cùng ngay cả bà Meriwether cũng phải mềm lòng mời hắn tới dùng bữa thân hữu đêm chủ nhật. Mabel Meriwether đang đợi anh chàng Joel thấp bé của cô ta về phép để làm lễ thành hôn, cứ khóc nức nở khi nghĩ là không được mặc áo cưới bằng hàng sa tanh trắng, bởi vì cả miền Nam chẳng đâu còn được một tấc. Đã vậy cô ta cũng không sao mượn ra một chiếc áo cưới cũ nào, bởi lẽ các chiếc áo cưới đó đều được gom góp để may cờ trận. Bà Meriwether đã vận dụng tới lòng yêu nước để dỗ dành con nhưng vô hiệu. Bà thuyết phục là loại vải tự tay dệt lấy mới xứng đáng may áo cho các cô dâu miền Nam. Nhưng Mabel vẫn muốn có sa tanh. Cô ta sẵn sàng chấp nhận, hãnh diện chấp nhận không cần tới trăm cài giày đẹp, kẹo ngon trà tốt để chứng tỏ cũng lo lắng cho chính nghĩa. Nhưng cô ta vẫn muốn có áo cưới bằng sa tanh. Nghe Melanie nói lại, Red mang từ Anh về hàng chục thước sa tanh trắng bóng và khăn choàng đăng te làm quà cưới cho cô ta. Hắn làm họ không thể nào nghĩ tới chuyện trả tiền cho hắn được. Mabel mừng rơn lên, khiến muốn ôm hắn mà hôn. Bà Meriwether biết đó là một món quà đắt giá, một món quà trang phục y thời, nhưng bà không có cách nào từ khước khi Red giải bày lưu loát rằng đối với tân nương của một vị anh hùng thì chẳng có gì có thể cho là quá đáng. Vì vậy mà bà Meriwether đành mời hắn ăn tối ở nhà mình, cảm nhận rằng sự nhân nhượng đó còn đắt giá hơn giá trị món quà. Không những chỉ tặng Mabel Satan, hắn còn chỉ dẫn kiểu để may áo cưới cho hợp thời trang. Đai áo ở Paris mùa này nới rộng ra và thân trên ngắn hơn một chút. Áo không còn xếp tổ ong mà xếp theo vòng tròn mặc chung với váy lót viền kim tuyến. Hắn còn bảo là phụ nữ ở Paris không mặc quần lót dài, cho nên hắn nghĩ là kiểu đó đã lỗi thời. Về sau bà Meriwether nói với bà Elsing rằng bà ngại nếu khuyến khích thêm chút nữa, chắc hắn sẽ kể đúng y kiểu quần lót của đàn bà Paris. Hắn nhớ từng chi tiết, các kiểu áo, kiểu nón và kiểu tóc. Các bà cũng tự thấy lạ khi vây quanh hắn để hỏi về thời trang, nhưng họ vẫn buộc lòng phải hỏi. Họ bị cô lập với thời trang thế giới như những thủy thủ đắm tàu, vì chỉ có chút ít sách thời trang lọt được hàng rào phong tỏa. Đàn bà Pháp có cạo đầu và đội nón da, họ cũng không biết. Vì thế, ký ức về cách trang phục của Red được cho là quý để thay thế tạp chí thời trang phụ nữ Godisley. Hắn chú ý tới mọi chi tiết mà phụ nữ hài lòng nhất. Do đó cứ sau mỗi chuyến tàu từ ngoại quốc về, người ta lại thấy hắn bị các bà vây quanh. Hắn cho biết nào là năm nay kiểu nón đã nhỏ hơn và chóp nón cao hơn. Nào là người ta chỉ gắn lông chim chứ không cài hoa trên nón nữa. Nào là hoàng hậu Pháp đã hết búi tóc khi dự dạ hội, mà tóc được xếp chồng gần giữa đỉnh đầu để lộ hai tay ra sau. Sau cùng là áo dài dạ hội đã hở ngực thêm nhiều. Luôn vài tháng, hắn đã là khuôn mặt quen thuộc và lang bạc tại Atlanta. Dù mang nhiều tai tiếng, dù có lời xầm xì hắn trục lợi, không chỉ trên những chuyến vượt phong tỏa mà còn trong những vụ đầu cơ nhu yếu phẩm. Những người không ưa hắn còn bảo là sau mỗi chuyến tàu, hắn làm cho vật giá Atlanta tăng lên $5. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, hắn vẫn có thể tiếp tục giữ được mối giao dịch với xã hội Atlanta như thường, nếu hắn thấy cần phải giữ. Nhưng thay vì vậy, sau khi chen được vào hàng ngũ của những công dân yêu nước đứng đắn kia, đã đạt được sự kính trọng và bắt họ miễn cưỡng tỏ ra có cảm tình với hắn, thói ương ngạnh đã làm hắn thay đổi đường lối và lại châm chích họ, chứng tỏ cho họ thấy rằng thái độ của hắn lâu nay chỉ là một màn kịch, và bây giờ hắn đã chán đóng vai trò ấy rồi. Dường như hắn khinh miệt tất cả mọi người và mọi thứ ở miền Nam
đặc biệt là liên bang miền Nam mà không buồn che giấu. Chính những nhận xét về liên bang miền Nam đã làm dân Atlanta ban đầu còn sửng sốt, rồi lạnh lùng và sau cùng là thịnh nộ nổi lên. Ngay từ khi sắp hết năm 1862, nam giới đã lạnh lùng khi chào hắn. Các bà bắt đầu kéo con gái vào sát bên mình mỗi khi hắn xuất hiện ở đám đông. Dường như không chỉ khoan khoái khi châm biếm lòng chân thành và nhiệt huyết của dân Atlanta, hắn lại thích phơi bày mặt thật của hắn ra một cách trắng trợn. Trong khi người ta tán tụng hắn vì sự can đảm vượt hàng rào phong tỏa, hắn thẳng thừng đáp rằng hắn cũng luôn luôn sợ sệt nguy nan, chẳng khác gì những người trai anh dũng ngoài mặt trận. Tất cả đều biết là trong hàng ngũ quân đội liên bang miền Nam không một ai hèn nhát, nên họ vô cùng tức giận. Hắn luôn gọi các chiến sĩ là những người trai anh dũng của chúng ta, hoặc những anh hùng quân phục xám, với cái giọng như chửi vào mặt người nghe. Khi các thiếu nữ dạn dĩ hy vọng được hắn chú ý, gọi hắn là một trong những anh hùng đang chiến đấu vì họ, hắn nghiêng mình và tuyên bố rằng đó không phải là trường hợp của hắn, vì hắn cũng có thể hành động như vậy đối với phụ nữ Yankee nếu số tiền tìm ra cũng tương đương. Từ khi Scarlett gặp hắn trong hội chợ ở Atlanta đến nay, hắn vẫn nói chuyện với nàng với giọng đó, nhưng bây giờ nói với ai hắn cũng cứ để lộ cái tính gàn bướng đó ra. Khi được ca ngợi về sự đóng góp của hắn cho liên bang miền Nam, chắc chắn là hắn trả lời rằng cuộc phong tỏa chỉ là dịp để hắn kiếm tiền. Phần lớn những nhận xét của hắn đều khó bắt bẻ. Chính điều đó khiến họ càng thảm hại hơn. Rồi dần dần bỗng lòi ra những vụ xấu xa nho nhỏ của những kẻ ký hợp đồng cung cấp phẩm vật cho chính phủ. Chiến sĩ ngoài mặt trận đã gửi thư than phiền về chuyện giày mới, nhưng mang có một tuần là nát bét ra. Thuốc súng không bắt lửa, yên cương hay bị đứt, thịt thì hư thối, bột mì đầy mọt sâu. Dân Atlanta cố nghĩ là những nhà thầu đó chỉ là người ở Alabama, Virginia hay Tennessee, chứ không phải là người Georgia, vì có bao giờ những nhà thầu ở Atlanta lại nằm trong hàng ngũ quý tộc. Không những chỉ châm biếm thành phố với những vụ hối mại quyền thế của những cấp lãnh đạo và nghi ngờ lòng dũng cảm của các chiến sĩ ngoài mặt trận, hắn lại còn đưa các công dân danh vọng vào tình cảnh khó xử. Hắn không dằn được ý muốn châm chích tính tự phụ, thói ngụy biện và lòng ái quốc rực rỡ của những người xung quanh, như một đứa bé không sao cưỡng được ý muốn dùng kim chích vào quả bóng. Hắn khéo léo làm tiêu tán lòng kiêu ngạo, lật mặt nạ những kẻ ngu dốt và cuồng tín bằng những phong cách tinh vi, đối xử với nạn nhân của hắn thật lễ độ, khiến họ không biết được sự thật ra sao, cho tới lúc nhận ra mình đang phơi người ra giữa một cơn giông bão. Trong mấy tháng thành phố tiếp nhận hắn, Scarlett không hề tin tưởng ở hắn chút nào. Nàng hiểu rõ cung cách chiều chuộng hết sức tinh vi và những lời hoa mỹ của hắn đều giả dối. Nàng còn biết rằng hắn đứng trong hàng ngũ những kẻ vượt phong tỏa, yêu nước, hăng hái kia chỉ vì hắn thích chuyện đó thôi. Nhiều khi dưới mắt nàng, Red giống như những thanh niên cùng hạt với nàng. Anh em song sinh Tarleton luôn luôn bị ám ảnh bởi những trò đùa nghịch ngợm. Anh em Fontaine với những hứng thú ma quái thường quấy phá một cách ác độc. Anh em Panvet có thể thức suốt đêm để hoàn thành một tinh dịch. Nhưng còn có một cái gì khác hơn thế, vì với cái bề ngoài bình thản của Red còn có một cái gì thật hiểm độc, hung tợn trong cái giọng ngọt ngào của hắn. Chính trong buổi hòa nhạc tại nhà bà Elsing nhằm gây quỹ cho những chiến binh vừa bình phục, Red đã làm cho dân Atlanta hoàn toàn cắt đứt những mối thiện cảm với hắn. Buổi chiều đó, nhà bà Elsing đông nghẹt các quân nhân đang nghỉ phép, thương binh, lực lượng dân quân, vệ binh quốc gia, các thiếu phụ, quả phụ và thiếu nữ. Trong nhà hoàn toàn không còn ghế trống, ngay cả cầu thang cũng đầy nước khách. Cái chậu thủy tinh lớn đặt trước cửa đã được dỡ ra hai lần, đầy những đồng tiền bạc. Điều này chứng tỏ bà Elsing đã thành công, bởi vì hiện thời đô la bạc có giá trị gấp 60 lần đô la giấy liên bang miền Nam. Cô gái nào có chút tài năng đều phải hát, đánh dương cầm và trình diễn hoạt cảnh. Những đàn pháo tay vang dậy nổi lên. Scarlett quá hài lòng vì không những nàng và Melanie trình diễn trong một hợp khúc hai giọng bản Khi sương bám đài hoa, và sau khi được yêu cầu cả hai hát thêm bản nữa, nàng lại còn được chọn trình diễn một hoạt cảnh cuối cùng tiêu biểu cho tinh thần của liên bang miền Nam.
rạng rỡ trong chiếc áo dài kiểu Hy Lạp màu trắng, thắt lưng bằng dải đỏ và xanh. Scarlett một tay cầm lá cờ Stars and Bars, tay còn lại cầm thanh gươm chui vàng của hai cha con Sharks, trao về phía đại úy Carey Ashburn, người xứ Alabama, đang quỳ trước mặt nàng. Dứt màn trình diễn, Scarlett hối hả tìm xem Red có tán thưởng hoạt cảnh mỹ miều đó hay không, nhưng nàng đã nổi giận khi thấy hắn đang tranh luận và chắc chắn là chẳng chú ý gì tới mình. Nhìn nét mặt của những người quanh hắn, nàng đoán biết ngay là họ đang phẫn uất vì lời lẽ của hắn. Scarlett vội tới gần, và trong một không khí im lặng kỳ dị vẫn thường xảy ra tại các cuộc cãi giả, nàng nghe Willa Gunnan thuộc đội dân quân lên tiếng: "Thưa ngài, có phải ngài muốn nói rằng chính nghĩa mà các vị anh hùng của chúng ta đang liều thân bảo vệ là không thiêng liêng chăng?" Tiếng trả lời của Red nghe như khiêm nhượng tìm một lời giải đáp: "Xin lỗi, nếu cậu bị xe lửa cán thì cái chết của cậu có làm cho công ty hỏa xa trở thành thiêng liêng không?" William lạc giọng: "Thưa ngài, nếu không phải chúng ta đang ở cùng trong ngôi nhà này..." Red ngắt lời: "Và tôi run sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì lòng dũng cảm của cậu mọi người đều biết rõ." Mặt William tím lại và mọi người đều lặng thinh, tất cả đều lúng túng. William là một thanh niên cường tráng đã đến tuổi động viên, nhưng cậu ta vẫn chưa ra tiền tuyến. Dĩ nhiên cậu ta là con trai duy nhất, và dù sao cũng cần có người ở lại để bảo vệ tiểu bang. Nhưng có vài tiếng cười nổi lên trong đám sĩ quan vừa bình phục khi Red nói về lòng dũng cảm của William. Scarlett bực tức nghĩ thầm: "Ồ, tại sao hắn không chịu câm miệng lại? Hắn chỉ muốn làm hư buổi dạ hội này thôi." Bác sĩ Med nhíu mày như sắp nổi trận lôi đình: "Người bạn trẻ kia chẳng có gì thiêng liêng đối với anh, nhưng đối với những công dân ái quốc miền Nam thì có rất nhiều chuyện thiêng liêng đó. Và công cuộc giành lại tự do trong tay kẻ xâm lăng là một, quyền lợi của các tiểu bang là hai, và..." Red uể oải ngắt lời bằng một giọng rất dịu dàng, gần như chán nản: "Tất cả những cuộc chiến đấu đều thiêng liêng đối với những kẻ đang chiến đấu." Nhưng khi nàng hấp tấp chen vào đám người đang giận dữ thì Red ung dung khom mình chào mọi người và bắt đầu đi ra cửa. Nàng định chạy theo hắn nhưng bà Elsing níu áo giữ lại: "Để nó đi, cứ để cho nó đi. Một thằng phản bội, một tên đầu cơ, một con rắn độc mà chúng ta đang dung dưỡng." Đang cầm nón đứng ở phòng khách, nghe rõ những lời dành riêng cho mình, Red xoay lại rảo mắt khắp gian phòng một lúc, rồi nhìn đăm đăm vào bộ ngực lép xẹp của bà Elsing. Đột nhiên hắn nhe răng cười và cúi đầu chào rồi bỏ đi. Bà Meriwether về chung xe với cô Petey. Bốn người vừa ngồi xuống là bà ta nổ ngay: "Thấy chưa, Petey Pat Hamilton, chắc chị vừa lòng lắm." Cô Petey sợ hãi kêu lên: "Vừa lòng cái gì?" "Thì với tư cách của tên Butler đốn mạc mà chị đã chứa chấp đó." Cô Petey cuống lên, quá kinh hoảng vì lời buộc tội đến nỗi không nhớ là Meriwether cũng đã nhiều lần chiêu đãi Butler tại nhà bà. Scarlett và Melanie thì nhớ ra ngay, nhưng vì lịch sự đối với người lớn tuổi họ không dám nói ra nên đành nhìn xuống xe. Bà Meriwether tiếc thân hình béo phì của bà như muốn phồng to hơn: "Sỉ nhục mình và luôn cả liên bang miền Nam, nó dám nói mình chiến đấu vì tiền, rằng cấp lãnh đạo nói dối mình, đáng lẽ phải cho nó vào tù, như vậy mới đáng. Tôi sẽ nói với bác sĩ Med chuyện này, nếu ông nhà tôi còn sống chắc nó phải biết. Bây giờ Petey Hamilton, chị nghe đây, chị không được cho tên vô lại đó tới nhà nữa, nghe chưa?" "Ô..." Cô Petey kêu lên thảm não, dường như chỉ mong được chết ngay lúc đó. Cô lờ đờ nhìn hai đứa cháu đang cúi mặt như kêu cứu, rồi hy vọng nhìn lên tấm lưng thẳng của bác Peter. Cô biết bác đã lắng nghe và hy vọng bác ta quay lại xem vào chuyện như vẫn thường làm. Cô hy vọng bác sẽ nói: "Thôi bà Dolly, bà hãy để yên cho bà Petey." Nhưng bác Peter chẳng hề nhúc nhích. Bác là người chống đối quyết liệt Red Butler, và cô Petey cũng biết vậy. Cô đành thở dài: "Được Dolly, nếu chị nghĩ..." "Chắc chắn chứ không phải nghĩ ngợi gì hết. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái gì đã khiến chị khởi xướng chuyện mời hắn. Kể từ chiều nay sẽ không còn một nhà tử tế nào tiếp đón hắn nữa. Chị phải biết phán đoán và cấm hắn đến nhà." Bà gay gắt nhìn Scarlett và Melanie: "Hai cháu nên lưu ý lời tôi.
các cháu cũng chịu trách nhiệm trong vụ này vì quá niềm nở với hắn đó. Hãy cho hắn biết một cách lịch sự nhưng cương quyết là sự hiện diện và những lời bất chính của hắn chắc chắn không được nhà các cháu chấp nhận. Tới lúc này Scarlett giận sôi, sẵn sàng chồm lên như một con ngựa khi có một bàn tay lạ tàn nhẫn giật dây cương. Nhưng nàng ngại, nàng không muốn liều để rồi bà Meriwether gửi cho mẹ một lá thư khác nữa. Mặt đỏ lên vì giận, nàng nghĩ thầm, đúng là một con mọ già, mình sẽ hả hê biết bao nếu có thể nói thẳng với mụ những ý nghĩ của mình về mụ và bộ tịch tắc oai tắc quái của mụ. Giọng bà Meriwether lại vang lên sôi nổi trong cơn giận mà bà cho là chính đáng. Không ngờ là tôi lại còn sống để nghe người ta phỉ báng xứ sở. Kẻ nào dám nghĩ là chính nghĩa chúng ta không chính đáng và thiêng liêng, kẻ đó đáng bị treo cổ. Tôi không muốn nghe hai cháu nhắc nhở đến hắn nữa. Kìa, Melanie, sao vậy? Mặt Melanie trắng bệch và mắt trợn to lên, nhưng cô ta vẫn hạ giọng. Tôi vẫn phải tiếp chuyện ông ấy. Tôi không thô lỗ được với ông ta, cũng không cấm ông ấy đến thăm. Bà Meriwether thở ồ ồ như vừa bị một quả đấm vào giữa ngực. Miệng cô Petey há hốc lên, bác Peter thì giật mình quay lại. Ồ, chính mình phải nói câu đó mới đúng chứ. Scarlett nghĩ thầm, vừa ghen tức vừa cảm phục Melanie. Sao con thỏ cái này lại có thể nổi xung lên, dám chống đối với mụ già Meriwether? Tay Melanie run lên, nhưng nàng vẫn hấp tấp nói tiếp, dường như sợ can đảm sẽ biến mất đi nếu còn ngập ngừng thêm nữa. Tôi không thể xử tệ với ông ấy vì những lời ông ấy nói, chỉ vì ông ấy phát biểu quá trắng trợn, chỉ vì ông ấy thiếu thận trọng. Nhưng đó đúng là ý nghĩ của Ashley. Tôi không thể cấm tới nhà một người có ý nghĩ giống chồng tôi, vậy là bất công. Vừa lấy lại được hơi thở, bà Meriwether liền tấn công. Mary Hamilton, tôi chưa bao giờ được nghe một sự láo toét trắng trợn như vậy. Dòng họ White không thể có người hèn. Mắt Melanie long lên. Tôi không hề nói Ashley hèn. Tôi chỉ nói chồng tôi cùng ý nghĩ như thuyền trưởng Butler, chỉ khác là chồng tôi giải thích bằng cách khác. Tôi không tin là anh ấy phải đi nói ra giữa một buổi hòa nhạc, nhưng chính chồng tôi đã viết cho tôi về điều đó. Mặc cảm phạm tội của Scarlett dâng lên, nàng cố nhớ những gì Ashley đã viết cho Melanie đến nỗi chị ta dám lên tiếng như vậy. Nhưng nàng đã quên hết cả. Sau khi đọc xong, nàng nghĩ là Melanie đang loạn trí. Melanie vội vàng tiếp. Ashley viết rằng đáng lý chúng ta không nên gây chiến với quân Yankee. Chúng ta đã bị các chính sách diễn giả mê hoặc bởi những lời hoanh hoang và những thành kiến. Anh ấy cho biết cuộc chiến này chẳng có lợi ích gì cho chúng ta cả. Chiến tranh chẳng đem lại vinh quang gì hết, mà chỉ có cảnh khốn cùng và bẩn thỉu. Scarlett sực nhớ ra, ồ, bức thư đó, bộ chàng muốn nói vậy sao? Bà Meriwether quả quyết, tôi không tin, cháu hiểu lầm ý của Ashley rồi. Melanie bình tĩnh đáp dù môi vẫn còn run, tôi không bao giờ hiểu lầm Ashley, tôi hiểu rõ anh ấy. Ý tưởng trong thư giống hệt ý thuyền trưởng Butler, chỉ khác chỗ chồng tôi không phát biểu thô lỗ thôi. Đáng lẽ cháu phải mắc cỡ khi so sánh Ashley với một kẻ vô lại như tên thuyền trưởng Butler. Có phải cháu cũng cho là chính nghĩa chẳng ra gì không? Melanie bắt đầu hoang mang, máu nóng đã nguội dần nên cuống hoảng vì sự liều lĩnh của mình. Tôi không hiểu gì hết. Tôi sẵn sàng chết cho chính nghĩa cũng như Ashley. Nhưng tôi muốn nói, tôi cứ muốn để cho đàn ông suy nghĩ vì họ thông minh hơn. Bà Meriwether khịt mũi. Tôi chưa bao giờ nghe nói như vậy. Dừng lại, bác Peter, đi quá nhà tôi rồi. Mãi nghe ngóng chuyện cãi giả phía sau, bác Peter đã qua khỏi nhà bà Meriwether nên cho xe quay lại. Bà Meriwether xuống xe, mớt tóc lắc lư như cánh buồm trong cơn bão. Bà hăm dọa, rồi cháu sẽ hối hận cho mà coi. Bác Peter quất ngựa và càu nhàu. Hai cô thật đáng xấu hổ khi đặt cô Petey vào tình trạng thế này. Cô Petey trả lời mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô không khó chịu đâu Melly, cô hiểu cháu làm vậy để bên vực cô. Thật tình cô rất thích có ai dám đương đầu với Dolly, bà ấy hách dịch quá. Sao cháu có can đảm quá vậy? Nhưng cháu có nghĩ rằng
những điều cháu nói sẽ làm cho Ashley mang tiếng không? Melanie khóc sấm rứt. Nhưng đó là sự thật. Cháu không xấu hổ gì anh ấy nghĩ vậy. Ashley biết cuộc chiến này là vô lý, nhưng anh ấy vẫn sẵn lòng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh. Chiến đấu trong tình trạng như vậy còn can đảm hơn là chiến đấu vì những điều mình cho là hợp lý. Bác Peter vừa cào nhàu vừa giục ngựa chạy mau hơn. Chúa ơi, cô Melly đừng có khóc ngay ngoài đường cây đào này. Người ta dèm pha chết, đợi về tới nhà rồi khóc. Scarlett không nói gì cả. Nàng cũng không siết bàn tay của Melanie, vừa vùi vào lòng bàn tay nàng để tìm sự an ủi. Nàng đọc lén thư Ashley chỉ với một mục đích là để yên tâm chàng vẫn yêu mình. Bây giờ Melanie đã vạch trần những đoạn mà nàng không hiểu. Nàng kinh ngạc khi nhận ra một người hoàn toàn như Ashley lại đồng tư tưởng với một gã đê tiện như Red Butler. Nàng nghĩ thầm, cả hai đều thấy bộ mặt thật của chiến tranh, nhưng Ashley sẵn sàng hy sinh, còn Red thì không. Điều đó chứng tỏ Red khôn ngoan hơn. Nàng ngừng lại một chút sững sờ vì đã nghĩ như thế về Ashley. Cả hai đều thấy rõ sự thật không hay, nhưng Red thì đương đầu với sự thật và chọc giận người khác bằng cách nói ra, còn Ashley thì không dám nhìn vào sự thật. Toàn những điều nàng không sao hiểu nổi. Theo lời đốc thúc của bà Meriwether, bác sĩ Mead hành động ngay bằng hình thức gửi thư cho báo chí, không nêu đích danh Red, nhưng lời lẽ trong thư rõ ràng là ám chỉ hắn. Người chủ bút đánh hơi được tính chất bi thảm xã hội, liền cho đăng bức thư vào trang 2. Đây là một sửa đổi bất ngờ, vì hai trang đầu tờ báo thường dành cho những mục quảng cáo và rao vặt về nô lệ, ngựa la cày bừa, quan tài, nhà bán hoặc cho thuê, thuốc phá thai hoặc thuốc hồi xuân cho những người già cả. Lá thư của bác sĩ Mead gây ra một làn sóng bất bình lan tràn khắp miền Nam nhằm vào bọn đầu cơ trục lợi, bọn nhà thầu cho chính phủ. Tình hình ở Wilmington, hải cảng nhộn nhịp nhất từ khi Charleston bị chặn nghẽn bởi pháo hạm Yankee, đã trở nên căng thẳng. Bọn đầu cơ đông như kiến ở Wilmington, sẵn tiền mặt bọn chúng mua hết hàng hóa từ tàu cất xuống và tích trữ để làm vật giá tăng lên. Vật giá luôn luôn phải gia tăng vì hàng thiết dụng rất hiếm, giá cả nhảy vọt từng tháng một. Dân chúng phải cố gắng tự xoay sở nếu không muốn mua theo giá của bọn đầu cơ. Người nghèo và giới trung lưu ngày càng chịu khổ sở nhiều hơn. Vật giá càng tăng, tiền tệ liên bang miền Nam càng mất giá. Và cùng với nhịp độ phá giá gia tốc đó, nổi lên một phong trào tiêu thụ xa xỉ phẩm loạn cuồng. Nhóm dược phong tỏa được ủy thác, mang nhu yếu phẩm về và chỉ được chở theo một ít món xa xỉ như hàng phụ thuộc. Nhưng bây giờ hàng hóa sang trọng được chất đầy thuyền thay vì hàng thiết dụng cho liên bang miền Nam. Dân chúng điên cuồng mua xa xỉ phẩm với số tiền sẵn có, sợ để đến hôm sau tiền lại mất giá và hàng hóa lại sẽ tăng cao hơn. Thêm tình hình càng nguy khốn hơn là chỉ còn có một thiết lộ độc nhất nối liền Wilmington và Richmond, và trong khi hàng ngàn thùng bột mì, thịt heo muối nằm sình trương nơi các ga nhánh chờ được mang đi, thì bọn đầu cơ rượu vang, giải vóc và cà phê hình như lúc nào cũng có thể đưa tới Richmond các thứ hàng của họ thật dễ dàng, hai ngày sau khi cập bến Wilmington. Những lời xầm xì lén lút này đã được bàn tán công khai cho rằng Red Butler không những bán hàng do bốn chiếc tàu của hắn mang vào với một giá cắt cổ, hắn lại mua hàng của những tàu khác để tích trữ đầu cơ. Người ta còn nói rằng hắn cầm đầu một nhóm đầu cơ với hơn 1 triệu đô la vốn và đặt bộ chỉ huy tại Wilmington để vét mua hàng dược phong tỏa ngay dưới bến. Bọn hắn có hơn 10 nhà kho ở đó cũng như ở Richmond. Cửa hàng, nhà kho của bọn hắn đầy ứ hàng giải, thực phẩm tích trữ để đợi bán giá thật cao. Binh sĩ và dân chúng đã bắt đầu hiểu và những lời chỉ trích hắn càng ngày càng gay gắt hơn. Đoạn cuối bức thư ngỏ, bác sĩ Mead viết: có nhiều công dân yêu nước và dũng cảm trong lực lượng hải quân liên bang miền Nam được ủy nhiệm
phá phong tỏa. Những người bất dụ lợi này đã hy sinh tính mạng và tài sản của họ để cho liên bang miền Nam sống còn. Họ được người miền Nam ghi ơn tận đáy lòng và không ai dám phàn nàn về những món tiền lời ít ỏi mà họ kiếm được trong những chuyến hàng gian nguy ấy. Họ là những nhà quý tộc xã kỷ, chúng ta tôn vinh họ. Đối với những người này, tôi không dám động tới. Nhưng rất nhiều kẻ đê tiện khác chỉ lợi dụng việc phong tỏa để kiếm lợi. Tôi kêu gọi sự phẫn nộ chính đáng và lòng thù hận của nhân dân một miền lâm chiến, đang chiến đấu cho chính nghĩa. Tôi kêu gọi phẫn hận lên đầu bọn kênh kênh chỉ mang về toàn Satan đăng tên, trong khi chiến sĩ ta bỏ mình vì thiếu ký ninh. Đó là những kẻ chấp đầy tàu của chúng toàn trà và rượu, trong khi các anh hùng chúng ta đang oằn oại đau đớn vì thiếu morphine. Tôi nguyền rủa những tên hút máu người, chúng chỉ biết rút rỉa xương máu những chiến sĩ theo chân Robert Lee, những tên đã làm cho danh vị người hùng chống phong tỏa trở thành một mùi khó ngửi đối với toàn thể những người yêu nước. Làm sao chúng ta có thể dung dưỡng những con ký sinh trùng đó giữa xã hội chúng ta, để chúng mang những đôi giày bóng lộn, trong khi chiến sĩ ta dẫm chân không vào bùn lầy chiến trận? Làm sao chúng ta có thể khoan dung cho chúng uống champagne, ăn dồi strapot, trong khi binh sĩ ta run rẩy quanh lửa trại, gặm thịt heo muối dơ bẩn? Tôi kêu gọi những người trung thành với liên bang miền Nam hãy xua đuổi chúng. Dân Atlanta đọc báo biết rằng lời sấm đã được loan truyền, và để chứng tỏ là người trung thành với liên bang miền Nam, họ hấp tấp xua đuổi Red. Trong tất cả các gia đình đã đón tiếp hắn mùa thu năm 1862, gần như chỉ còn có nhà cô Pitipat vẫn tiếp đón hắn vào đầu năm 1863. Và nếu không vì Melanie, có lẽ hắn cũng chẳng được nơi đây thừa nhận. Cô Pitty cứ sốt gió lên khi hắn có mặt trong thành phố. Cô biết rõ bạn bè đã nói thế nào khi cô chấp nhận hắn đến thăm, nhưng cô vẫn không đủ can đảm bảo hắn đừng đến nữa. Mỗi lần hắn đến Atlanta, cô mím môi quả quyết là sẽ chờ hắn ở cửa và cấm hắn vào. Nhưng lần nào hắn cũng tới với một gói quà trên tay. Những lời tán tụng cô thật duyên dáng, và rồi cô bỏ cuộc. Cô than thở. Cô chẳng biết làm sao. Ông ta chỉ nhìn cô và cô sợ khiếp là ông ta có thể làm cái gì đó nếu cô cấm cửa. Ông ta mang tai tiếng dữ quá. Các cháu ơi, có khi nào ông ta đánh cô không? Hay cháu ơi, phải chi Shirley còn sống? Scarlett, cháu phải nói để ông ta đừng có tới nữa. Nói cho khéo léo á. Chúa ơi, cô tin là cháu khuyến khích ông ta, rồi cả thành phố đang đồn rầm lên, và tới chừng mẹ cháu hay ra, cô mới làm sao đây? Melly, cháu có thấy cô cần phải viết cho Henry bảo chú ấy nói với thuyền trưởng Red không? Không, cháu không muốn vậy. Cháu cũng không xử tệ với ông ấy được. Cháu nghĩ là mọi người đã quá oán hận ông ta nên không chịu suy nghĩ kỹ đó thôi. Theo cháu thì ông ấy không quá xấu xa như lời của bác sĩ Med và bà Meriwether. Ông ta không hề cất giấu thực phẩm với người đói khổ. Mới đây ông ấy đã đưa cháu $100 để giúp trẻ mồ côi đó. Cháu tin là ông ấy cũng có đầy đủ sự chân chính và lòng ái quốc như bất kỳ ai, nhưng ông không muốn tự biện hộ. Cô biết là đàn ông một khi đã nổi cơn lên là ngang bướng vô cùng. Cô Pitty nào biết đàn ông ra sao, dù họ nổi cơn hay ở trạng thái nào cũng vậy. Do đó cô đành đưa hai cánh tay mõm mỉm lên trời, tỏ dấu bất lực. Phần Scarlett từ lâu nàng đã quen dần với cái lối nói tốt cho kẻ khác của Melanie. Nàng cho rằng chị chồng mình điên, nhưng biết làm sao hơn. Scarlett biết là Red chẳng thương nước thương nòi gì cả, và thà chết còn hơn là phải nói ra điều đó. Nhưng có cần gì, cứ thỉnh thoảng hắn lại mang tới một vài món quà nho nhỏ mua từ Nashville về, đó mới là điều đáng kể.
Với đà vật giá leo thang mãi, nàng biết tìm đâu ra kim may, kẹo mứt và kẹp tóc nếu nàng cấm cửa hắn. Không, tốt hơn là trút hết trách nhiệm vào cô Pity, vì chính cô là chủ gia đình, là người giám hộ và cũng là người canh giữ đạo đức. Scarlett biết rõ những lời đàm tiếu của thiên hạ Vereb và cả nàng nữa, nhưng nàng cũng biết trước mắt dân thành phố Atlanta thì Melanie nhất định không phải là người bậy bạ. Và nếu Melanie vẫn tiếp tục bên vực Greg thì những cuộc viếng thăm của hắn vẫn còn có vẻ khả kính. Tuy nhiên cuộc sống có vẻ thoải mái hơn nếu Greg chịu khó bỏ cái thói kỳ khôi của hắn. Được vậy, nàng khỏi phải bối rối khi mọi người ngoảnh mặt đi lúc nàng cùng dạo chơi với hắn trên đường cây đào. Có lần nàng trách hắn: "Ông có nghĩ gì thì nghĩ, sao lại phải nói ra? Nghĩ gì thì nghĩ nhưng ngậm miệng lại, có phải yên lành hơn không?" "Đó là phương pháp của cô, phải không cô gái mắt xanh đạo đức giả? Scarlett, Scarlett à, tôi hy vọng cô can đảm hơn lên. Tôi nghĩ là người có dòng máu ái nhĩ lan cứ nghĩ sao nói vậy, và điều toàn thiện sẽ tự nó tới sau cùng. Nói thật coi, có phải có lúc cô muốn nổ tung ra vì bắt buộc phải ngậm miệng không?" "Phải, tôi chán ngán quá khi nghe họ nói tới chính nghĩa hết sáng tới chiều, hết chiều tới tối. Nhưng trời ơi, ông có thấy không, nếu tôi nói ra như vậy sẽ không ai còn tiếc chuyện tôi và còn ai chịu khiêu vũ với tôi nữa." "À, thì ra là vậy. Vậy là người ta chỉ cần được khiêu vũ bằng mọi giá. Tôi phục cái tính tự chủ của cô, nhưng tôi không thích được vậy. Tôi cũng không muốn khoác chiếc áo ái quốc lên người, dù có lợi ích cho mình tới đâu cũng vậy. Đã có nhiều nhà ái quốc ngu ngốc liều cho đến đồng bạc cuối cùng trong việc vượt phong tỏa, để rồi sau đó bị khánh tận. Tôi không thuộc thành phần đó, đoạt kỷ lục ái quốc hay làm cho danh sách mấy tên phá sản dài ra thêm. Hãy để yên họ trong dần hào quang đó, họ đáng mang nó. Lần này tôi nói thật tình, giả lại họ chỉ hưởng vinh quang trong một hay hai năm là cùng." "Ông độc mồm độc miệng quá. Ông nói vậy nhưng vẫn biết là Anh và Pháp sẽ đứng bên cạnh chúng ta một ngày gần đây. Và kìa Scarlett, cô vừa đọc báo chứ gì? Lạ quá, đừng đọc nữa, chỉ làm rối trí thêm thôi. Cô biết không, tôi vừa ở Anh về chưa được một tháng. Anh quốc không bao giờ giúp liên bang miền Nam. Anh quốc không chịu về phe kẻ yếu thế đâu. Đó là đặc tính của người Anh. Hơn nữa cái bà Hòa Lan mập ú đang ngồi trên ngai vàng là một người rất sợ Chúa và không tán thành chế độ nô lệ. Công nhân xưởng dệt Anh có chết đói vì không có bông vải của chúng ta cũng mặc. Không bao giờ, không bao giờ họ ra tay để duy trì chế độ nô lệ. Còn nước Pháp, cái bóng yếu ớt của Napoleon mãi bận rộn chuyện thôn tính mễ tây cơ, chẳng còn cách nào để lo lắng cho chúng ta đâu. Thật ra ông ta vui sướng là có cuộc chiến này, vì nó làm cho chúng ta không thể nào xem vào chuyện của ông ta ở mễ tây cơ. Không, Scarlett, bảo rằng nước ngoài sẽ can thiệp chỉ là óc tưởng tượng của nhà báo để nâng cao tinh thần người miền Nam thôi. Liên bang miền Nam đã cùng đường rồi. Nó đang sống như con lạc đà sống nhờ cái bướu. Và cái bướu dù lớn tới đâu cũng không phải là nguồn vô tận. Tôi sẽ hoạt động 6 tháng nữa trong vụ vượt phong tỏa rồi thôi, vì sau đó tình hình sẽ nguy hiểm hơn. Tôi sẽ bán tàu cho mấy tên người Anh ngu ngốc vẫn tin là còn làm ăn như vậy được. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng có gì bận tâm. Tôi đã kiếm khá nhiều tiền, toàn là tiền vàng gửi ở ngân hàng Anh. Tiền giấy đối với tôi vô giá trị. Lối nói của hắn bao giờ cũng đầy đủ lý mà người khác có thể cho đó là những lời phản nghịch. Nhưng đối với Scarlett, nàng thấy nó dễ hiểu và xác đáng. Tuy thế nàng cũng phải làm ra vẻ như là một phụ nữ quý tộc đáng tôn kính. "Tôi cho rằng những gì bác sĩ Mê viết về ông là đúng đó, thuyền trưởng Butler. Chỉ có cách chuộc tội là đầu quân sau khi đã bán hết mấy chiếc tàu.
Dù sao ông cũng là học viên trường võ bị West Point. Và kìa, cô nói như một người đang truyền giáo vậy. Ví dụ tôi không muốn chuộc tội thì sao nè? Tại sao tôi lại phải chiến đấu để bảo toàn một tập thể đã loại tôi ra? Tôi còn sung sướng để cho nó sụp đổ luôn kìa. Tôi chưa hề nghe nói tới một tập thể nào cả. Chưa hả? Cô cũng là một phần tử giống như tôi. Tôi dám cá rằng cô cũng chẳng ưa gì họ như chính tôi nè. Nè, tại sao tôi lại là con chiên ghẻ của gia đình Butler? Có gì đâu, chỉ vì tôi không phù hợp được với tập tục Charleston, trong khi Charleston là tiêu biểu của miền Nam, hay hơn thế nữa. Tôi không hiểu là cô có nhận thấy khó chịu về tập tục này không? Phải sống như mọi người, có nhiều chuyện vô hại mà mình không có quyền làm. Có nhiều chuyện vô lý làm tôi chán nản quá. Chuyện tôi không chịu cưới cô gái đó chắc cô đã nghe, chỉ là mức chót sự dự định của tôi. Tại sao tôi phải lấy một con nhỏ khùng khịu chỉ vì một tai nạn xảy ra khiến tôi không đưa nó về tới nhà trước khi trời tối? Và tại sao tôi lại phải để cho thằng anh mắt đỏ ngầu của nó bắn chết tôi trong khi tôi bắn chính xác hơn? Dĩ nhiên tôi sẽ được coi là một nhà quý tộc nếu tôi để cho hắn giết tôi và cái chết đó rửa sạch vết nhơ cho gia đình Butler. Nhưng tôi muốn sống, và do đó tôi còn sống và toại nguyện. Khi nghĩ tới thằng em tôi sống giữa đám ngu đần thánh thiện ở Charleston và nhớ đến con vợ phục phịch của nó với những dạ hội mừng nữ thánh Cecilia và những cánh đồng lúa bao la của nó, là tôi thấy không hối hận đã ly khai cái tập thể đó. Chú thích: Saint Cecilia, người La Mã, chết năm 230 dưới thời Alexandre Silvestre, thánh tổ các nhạc sĩ, lễ kỷ niệm vào ngày 22 tháng 11 hàng năm. Hết chú thích. Scarlett, lối sống của người miền Nam mình cũ kỹ như chế độ phong kiến thời Trung Cổ. Lạ một điều là sao nó vẫn tồn tại. Nó phải bị đào thải và đáng bị đào thải. Cô có muốn tôi phải nghe theo những diễn giả kiểu bác sĩ Mead để cho rằng chính nghĩa chúng ta là chính đáng và thiêng liêng không? Cô có muốn tôi hăng máu lên vì tiếng trống trận để vồ lấy súng rồi xông tới Virginia và đổ máu cho Marcus Robert không? Cô cho tôi là một thằng điên hả? Ôm hôn con roi đang quất vào mình không phải là đường lối của tôi. Miền Nam đối với tôi chẳng còn nợ nần gì nhau. Miền Nam có lần làm tôi suýt chết đói, nhưng tôi thoát được và tôi đã kiếm khá nhiều tiền nhờ cơn hấp hối của miền Nam để đền bù việc mất quyền trưởng tử của tôi. Tôi cho rằng ông là một kẻ ti tiện và hám lợi. Scarlett nói không suy nghĩ. Hầu hết lời lẽ của hắn đều lọt khỏi tai nhưng cũng đủ làm nàng hiểu. Bọn người quý phái thường có những hành động điên rồ, nhưng nàng cứ phải làm như tim mình đã được chôn theo chồng, trong khi nó vẫn còn đập mau trong lồng ngực. Và thiên hạ đã giận biết bao khi thấy nàng khiêu vũ trong hội chợ. Người ta đã nhíu mày tức tối khi thấy nàng thoát ra ngoài khuôn mẫu, dù chỉ một ít thôi. Nhưng nàng vẫn phân vân khi nghe hắn tấn công vào thành trì tập quán, đã làm khốn khổ nàng không ít. Nàng vẫn phải sống bên cạnh những người giả vờ lịch sự, và lúc nào cũng khó chịu khi nàng nói ra những ý nghĩ riêng. Hám lợi hả? Không, tôi chỉ là người biết lo xa. Có lẽ điều đó cũng đồng nghĩa với hám lợi, vì những người không biết nhìn xa như tôi thường bảo vậy. Bất cứ người dân trung thành nào của liên bang miền Nam có được $1,000 trong tủ năm 1861 cũng có thể làm như tôi. Nhưng có bao nhiêu kẻ hám lợi biết chụp lấy cơ hội? Đây nè, ngay sau khi căn cứ Sumter thất thủ và trước khi chiến dịch phong tỏa được thi hành, tôi mua hàng ngàn kiện bông vải với giá rẻ mạt mang sang Anh. Tôi cho chứa trong cả một kho hàng ở Liverpool và không bán. Tôi giữ ở đó cho đến khi các nhà máy dệt ở Anh cần bông vải quá, phải ưng thuận theo giá của tôi. Tôi cũng sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào khi bán được $1 mỗi cân. Thôi, đừng có kể chuyện voi đậu trên cây nữa.
Tôi tin là sẽ được giá đó. Bông vải lúc bây giờ giá 72 xu một cân rồi. Tôi sẽ trở thành giàu có khi chiến tranh kết thúc. Scarlett, đó là vì tôi biết nhìn xa. À, xin lỗi, vì hám lợi. Trước đây tôi đã từng nói với cô là có hai dịp kiếm được thật nhiều tiền. Một là thời kỳ xây dựng một quốc gia. Hai là trong khi quốc gia đó sụp đổ. Trường hợp thứ nhất thì kiếm tiền chậm hơn. Chỉ có trường hợp thứ hai là kiếm tiền rất mau. Hãy nhớ như vậy, có lúc nó hữu dụng cho cô. Scarlett chua chát. Lời khuyên của ông rất có giá trị nhưng tôi cóc cần. Ông cho là ba tôi đã nghèo kiết xác hả? Ba tôi có thừa tiền để lo cho tôi. Còn di sản của Sharks nữa. Bọn quý tộc Pháp chắc cũng như vậy cho đến khi lên xe hai bánh của nhà binh để vào chỗ chết. Red thường bảo Scarlett là mặc trang phục trong khi tham dự các hoạt động xã hội là mâu thuẫn. Hắn thích màu tươi sáng nên chiếc áo đen và cái khăn tang bằng nhiễu dài chấm gót của nàng làm hắn vừa buồn cười vừa gai mắt. Nhưng nàng vẫn phải giữ bộ đồ tang vì biết rằng nếu nàng mặc áo màu mà không chờ thêm vài năm nữa, cả phố sẽ xôn xao hơn. Hơn nữa nàng sẽ giải thích với mẹ ra sao. Red thành thật bảo chiếc khăn tang làm cho nàng giống như con quạ và cái áo đen làm cho nàng già hơn 10 tuổi. Nàng lật đật đến soi gương để xem có phải mình giống như một thiếu phụ 28 tuổi thay vì chỉ mới 18 tuổi không. Hắn chế giễu. Tôi nghĩ là cô sẽ hãnh diện nhiều hơn là cố bắt chước làm giống bà Meriwether. Và cô sẽ khá hơn nhiều nếu không mang chiếc khăn tang phiền muộn mà chắc lòng cô chẳng phiền muộn chút nào. Tôi cá là trong vòng 2 tháng nữa, cô sẽ bỏ khăn tang để đội chiếc nón kiểu Paris. Scarlett chán nản khi nghe nói tới Sharks. Không đâu, thôi, đừng có bàn chuyện này nữa. Red quay mặt đi giấu một nụ cười. Hắn sửa soạn đi Wilmington để chuẩn bị một chuyến xuất ngoại khác. Một buổi sáng mùa hạ rực rỡ vài tuần sau, hắn trở về với một hộp giấy màu mè trong tay. Sau khi biết chỉ có một mình Scarlett trong nhà, hắn mở gói giấy. Giữa lớp vải lót là một chiếc nón xinh xắn đến nỗi Scarlett phải kêu lên: "Ô, đẹp quá!" Chiếc nón bằng nỉ mỏng xanh thẫm, viền lụa màu ngọc bích, quai nón thắt dưới cằm cũng màu xanh và to gần bằng bàn tay. Vành nón được cắm lông đà điểu xanh mướt và cong cong. Red cười: "Đội lên đi." Nàng phóng mau tới trước tấm gương và đội nón lên, vẹt tóc ra sau để lộ hai tay và thắt nơ dưới cằm. "Ông thấy thế nào, có được không?" Vừa hỏi, Scarlett vừa xoay tròn trên mũi chân và lắc lư đầu, làm lay động mấy chiếc lông chim. Nhưng trước khi được ánh mắt hắn xác nhận, nàng đã tự biết là mình đẹp. Màu xanh của nón làm cho mắt nàng lóng lánh như hai viên ngọc bích. "Ô, Red, nón của ai vậy? Tôi muốn mua nó. Tôi đồng ý trả tất cả số tiền đang có." "Của cô đó. Còn ai hợp với màu xanh hơn cô? Cô không nghĩ rằng tôi vẫn nhớ mãi màu mắt của cô à? Có phải ông đặt riêng cho tôi không?" Đúng là cái tên đường Rue de la Paix trên nắp hộp chẳng có nghĩa gì với cô hết sao? Nó hoàn toàn vô nghĩa. Nàng đang mãi cười với bóng mình trong gương. Ngay lúc này tất cả đều vô nghĩa đối với nàng, ngoại trừ việc tự mình thấy đẹp hẳn ra với chiếc nón xinh xắn đầu tiên được đội sau 2 năm chịu tang. Nhưng nụ cười chợt liệm đi khi nàng nghĩ chẳng làm gì được với cái nón này. "Bộ cô không thích hả?" "Đẹp như mơ, nhưng tôi rất ghét là phải phủ lên màu xanh đẹp đẽ này một lớp nhiễu tang và phải nhuộm đen mấy chiếc lông chim." Chỉ trong nháy mắt, Red đã đứng sát trước mặt nàng. Hắn gọn gàng mở gút quai nón dưới cằm nàng ra và cái nón đã nằm yên trong hộp. "Ông làm gì vậy? Ông bảo là của tôi mà." "Nhưng không phải để cô biến nó thành nón tang. Tôi sẽ tìm người khác cũng có màu mắt xanh để tặng." "Không, làm vậy là tôi chết mất. Ồ, Red, tôi van ông, hãy cho tôi." "Để nó trở thành xấu xí như mấy cái nón kia hả?
Không đâu. Scarlett vồ lấy chiếc hộp, đem một vật giúp nàng tươi trẻ lại cho người khác ư? Không bao giờ. Trong một thoáng, nàng nghĩ tới sự kinh hoàng của cô Pitipat và Melanie. Nàng nghĩ đến bà Ellen cùng những lời quở trách rồi bất giác rùng mình, nhưng lòng tự kiêu vẫn mạnh hơn. Tôi không sửa nó đâu, xin hứa chắc đó, đưa lại cho tôi đi. Hắn cười mỉa trong khi trao chiếc hộp, tiếp tục nhìn Scarlett đội nón lên và cười duyên với mình trong gương. Mặt bỗng xịu xuống, nàng dục hỏi: Bao nhiêu tiền? Tôi chỉ còn $50, nhưng tháng tới khoảng $2,000, tiền liên bang miền Nam. Hắn cười cợt trước vẻ mặt thẻo não của nàng. Trời ơi, hay là tôi đưa trước cho ông $50, rồi khi nào... Không một đồng nào cả, đây là quà tặng đó. Scarlett há hốc mồm, mặt đăm chiêu lo lắng, bởi vì có những món quà không nên nhận từ tay của đàn ông. Bà Ellen luôn luôn nhắc nhở, chỉ được nhận kẹo và hoa thôi, đôi khi một tập thư, một quyển album hoặc một chai dầu thơm, đó là những thứ người phụ nữ quý phái có thể nhận nơi đàn ông. Đừng bao giờ nhận loại quà quý giá, dù là quà của vị hôn phu cũng vậy. Đừng bao giờ nhận quà nữ trang hay quần áo, dù là găng tay hay khăn tay. Nhận những thứ quà đó, đàn ông sẽ coi thường mình và họ sẽ suồng sã hơn. Trời ơi, rắc rối quá. Scarlett vừa nghĩ vừa nhìn vào gương, rồi nhìn vào bộ mặt khó hiểu của Red. Mình không thể từ chối món quà này, xinh quá. Có thể mình sẽ để cho hắn đi quá đớn một chút, chỉ một chút thôi. Rồi bàng hoàng vì ý nghĩ đó, mặt nàng đỏ bừng lên. Tôi sẽ đưa cho ông $50. Nếu cô đưa tiền, tôi quăng nó xuống mương ngay, hoặc sẽ nhờ vài buổi lễ cầu nguyện cho linh hồn cô. Chắc chắn là linh hồn cô sẽ được thanh thản sau vài buổi lễ Misa. Nàng ngập ngừng cười và đột ngột quyết định. Ông muốn gì với tôi đây? Tôi cám dỗ cô bằng những món quà xinh xắn cho tới lúc cô siêu lòng và chiều theo ý muốn tôi. Chỉ được nhận kẹo và hoa thôi, con. Câu sau cùng hắn nhái giọng các bà mẹ dạy con làm nàng cười khúc khích. Ông tinh ranh lắm và đầu óc luôn luôn hắc ám. Ông biết chắc là tôi không thể nào từ chối được một món quà như vậy mà. Ánh mắt của hắn vẫn cười cợt, ngay cả trong khi tán thưởng sắc đẹp của nàng. Dĩ nhiên là cô có thể nói với cô Pity rằng cô đã đưa một mẫu nỉ với lụa xanh và kiểu nón cho tôi, rồi nói là tôi đã xoay của cô mất $50. Không, tôi sẽ nói $100. Và cô Pity sẽ kể lại với thiên hạ để họ tức chơi và cho là tôi xài lớn. Nhưng nè Red, ông đừng cho tôi những món quà đắt tiền như vậy nữa. Ông tốt lắm, nhưng tôi không thể nhận món gì nữa đâu. Thật không? Được, tôi sẽ tiếp tục tặng quà cho tới khi nào tôi còn thích và còn thấy những món quà làm tăng sức quyến rũ của cô. Tôi sẽ tặng cô một chiếc áo dài lụa xanh để phù hợp với màu nón. Và tôi cũng báo cho cô biết, tôi không tử tế đâu. Tôi đang mê hoặc cô với mấy món quà để làm cô sa ngã đó. Hãy nhớ kỹ là tôi không bao giờ làm việc phí công và cũng không bao giờ cho một món gì mà không mong có sự đền đáp. Từ trước tới nay, tôi vẫn toại nguyện vì điều đó. Đôi mắt đen ngòm của hắn dò dẫm cả mặt nàng, rồi dừng lại ở vành môi. Scarlett chớp mắt hơi xao xuyến. Hắn đang muốn suồng sã với nàng như lời báo trước của bà Ellen. Hắn sắp sửa hôn hoặc tìm cách để hôn. Nàng không biết ra sao nữa. Nếu từ chối, có thể hắn sẽ lấy lại chiếc nón rồi đem cho một cô gái khác. Và nếu nàng cho phép hắn hôn nhẹ thôi, hắn sẽ mang về nhiều món quà khác để hy vọng được thêm một cái hôn. Tại sao đàn ông cứ muốn hôn?
chỉ có trời mới biết. Nhiều khi sau một cái hôn, họ hoàn toàn mê người đàn bà nếu người đàn bà tỏ ra khéo léo và biết giữ gìn sau nụ hôn đầu. Thật sung sướng biết bao nếu hắn si mê nàng và khẩn cầu từng nụ cười, từng chiếc hôn. Mặc kệ, nàng cứ để cho hắn hôn. Nhưng hắn chẳng làm gì như muốn hôn cả. Nàng liếc nhìn hắn và thì thầm khuyến khích: có phải ông luôn luôn được toại nguyện không? Ông muốn tôi trả ơn cách nào đây? Rồi sẽ hay. Khó lắm. Nếu ông muốn tôi kết hôn với ông để đền đáp cái món này thì nên dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nàng vừa táo bạo trả lời vừa duyên dáng lắc đầu, làm cho mấy chiếc lông trên nón rung rinh. Răng hắn trắng ngời trước hàng râu mép nhỏ. Thưa bà làm cao quá. Tôi không muốn lấy bà hay bất cứ ai. Tôi không phải là người thích hợp với chuyện cưới hỏi. Đoán chắc là hắn sắp dở trò gì đây, Scarlett nói. Thật sao? Tôi cũng không để cho ông hôn đâu. Vậy hả? Tại sao môi cô lại cong lên một cách tức cười vậy? Ô! Nàng kêu lên và liếc nhìn vào gương, thấy quả thật môi mình như đang chờ đợi một cái hôn. Ô! Nàng lại kêu lên lần nữa, mất bình tĩnh và dậm chân. Ông gớm kiết nhất đời. Có gặp ông nữa hay không, tôi cũng bất cần. Nếu cô thật sự nghĩ như vậy, chắc là cô đã giẫm bẹp chiếc nón này ra. Để coi, cô nghĩ sao là làm vậy tức khắc mà. Nào Scarlett, hãy giẫm lên nón để chứng tỏ cô nghĩ về tôi và món quà đó đi. Đừng đụng vào cái nón này. Nàng vừa nói vừa giữ chặt cái nón và lùi ra. Hắn bước theo cười nho nhỏ và cầm lấy tay nàng. Scarlett, cô trẻ đẹp quá. Cô bóp nát tim tôi. Đây nè, tôi hôn cô như cô mong đợi. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, râu mé phớt nhẹ má nàng. Nào, bây giờ cô có cần phải tát tôi để giữ gìn khuôn phép không? Môi mím lại, nàng nhìn hắn và nhận thấy vẻ thích thú hiện rõ trong đáy mắt đen ngòm của hắn, khiến nàng bật cười. Con người gì cứ hay trêu chọc. Nếu hắn không muốn cưới nàng và cũng không muốn hôn nàng, vậy thì hắn muốn gì? Nếu hắn chẳng yêu nàng thì sao hắn lại tới viếng nàng thường xuyên và mang theo quà tặng? Scarlett, cô nên tát tôi mới phải. Tôi đã gây ảnh hưởng xấu cho cô. Nếu cô nhận ra điều đó, chắc cô tống cổ tôi ra khỏi cửa ngay, nếu cô dám. Khó mà dứt được ra. Nhưng chính tôi đã làm cho cô mang tiếng xấu. Thiệt hả? Bộ cô không thấy sao? Từ bữa hội chợ phước thiện đó, hạnh kiểm của cô càng tồi tệ quá lắm. Và chính tôi là người đáng trách. Ai đã xúi giục cô khiêu vũ? Ai đã làm cho cô phải nhìn nhận rằng chính nghĩa của chúng ta chẳng những không có gì vinh quang mà cũng không thần thánh thiêng liêng gì cả? Ai đã khiến cô nghĩ rằng bọn đàn ông chịu chết vì những nguyên tắc trống rỗng kia toàn là những kẻ điên rồ? Ai đã đưa cô vào tình trạng bị các bà già kia đàm tiếu? Ai đã kéo cô ra khỏi thời kỳ tàn chế sớm hơn nhiều năm? Và cuối cùng, ai đã cám dỗ cô đón nhận một món quà mà bất cứ người phụ nữ đoan trang nào cũng không dám nhận? Thuyền trưởng Butler, ông tự đề cao quá đó. Tôi chưa hề làm những chuyện đồi bại xấu xa đến như vậy. Nhưng nếu tôi có làm đi nữa thì cũng không phải do ông mớm ý đâu. Mặt hắn bỗng sầm xuống. Không chắc đâu. Nếu chẳng có tôi, bây giờ cô còn là bà quả phụ đau khổ của George Hamilton và được rạng rỡ bởi những công tác chăm sóc thương binh. Tuy nhiên... Nhưng Scarlett không nghe thêm nữa vì đang bận ngắm mình trong gương, nghĩ tới chuyện có thể đội chiếc nón mới này ngay chiều nay để tới bệnh viện và tặng hoa cho các chiến sĩ vừa bình phục. Cho dù có sự thật trong câu sau cùng của Red,
nàng cũng không thừa nhận. Nàng không nhận thấy là chính Red đã mở toang cánh cổng tù quá bụa và trả nàng về với tự do để biến thành một nữ hoàng vượt hẳn bao nhiêu thiếu nữ chưa chồng khác, trong khi những ngày giữ địa vị hoa khôi của nàng đã phải trôi qua từ lâu. Nàng cũng không nhìn thấy gì bị ảnh hưởng bởi hắn mà nàng đã đi quá xa khỏi những lời giáo huấn của bà Ellen. Sự biến đổi xảy ra từ từ, chậm chạp đến nỗi nàng chẳng nhận thấy có gì liên quan tới Red. Nàng không biết rằng chính vì sự khích lệ của hắn mà nàng đã gạt qua một bên những lời dạy dỗ nghiêm khắc của bà Ellen nhằm muốn làm cho nàng trở thành một phụ nữ đức hạnh cao quý. Nàng chỉ có chiếc nón mà nàng yêu thích nhất từ trước tới nay, trong khi nàng khỏi phải tốn một xu. Nàng chỉ thấy là Red nhất định phải yêu mình, dù hắn có nhìn nhận hay không, và chắc chắn là nàng sẽ có cách để bắt hắn thú nhận. Hôm sau, Scarlett lại bận rộn trước gương, miệng ngậm một mớ kẹp tóc, cố chải cho được một kiểu tóc mới mà Mabel vừa đi thăm chồng ở Richmond về cho biết là đã trở thành phong trào tại đó. Kiểu tóc được đặt tên là mèo, chuột xù và chuột lắc, rất khó chải. Tóc phải rẽ ngay ở giữa và búi thành ba lọn với ba cỡ khác nhau. Lọn lớn nhất là mèo, lọn nhỏ hơn một chút là chuột xù. Cả hai lọn này dễ búi, chỉ có lọn chuột lắc là cứ rút tới rút lui, thật là dễ giận. Dù sao nàng cũng nhất định phải hoàn thành, bởi vì Red sắp tới dùng bữa tại nhà và hắn thì luôn luôn chú ý và bình phẩm rất xác đáng về các kiểu thời trang đổi mới. Trong khi loay hoay với mấy lọn tóc bướng bỉnh, trán đầm đìa mồ hôi, nàng nghe có tiếng chân nhẹ nhàng ở tầng dưới và biết là Melanie đã từ bệnh viện trở về. Và khi nghe thấy tiếng bước chân đó hối hả lên thang lầu tầng hai bậc một, nàng dừng tay lại, biết ngay là có chuyện bất lành gì. Thường ngày Melanie đi đứng rất nghiêm trang. Nàng chạy tới mở cửa ra và Melanie chạy ùa vào, mặt đỏ bừng và sợ sệt như một đứa bé vừa phạm tội. Vừa đóng cửa lại, Melanie ngồi phịch xuống giường rên rỉ. Scarlett, cô có ở nhà không? Ồ, tạ ơn Chúa, chị xấu hổ quá, chắc chết mất, suýt nữa thì chị ngất rồi. Bác Peter còn dọa sẽ nói lại với cô Petey. Nói cái gì? Nói là chị đã tiếp chuyện với cô... Melanie dùng khăn tay quạt mặt mình và tiếp. Với người đàn bà tóc đỏ tên Belle Watling. Sao? Melanie! Scarlett hoảng kinh kêu lên rồi sững sờ nhìn chị chồng. Belle Watling là người phụ nữ tóc đỏ mà nàng đã gặp hôm đầu tiên tới Atlanta và hiện thời là kẻ mang tai tiếng nhiều nhất. Theo chân quân đội, gái điếm tràn ngập Atlanta, nhưng chỉ có Belle là nổi bật hơn cả với mái tóc đỏ chói và y phục vô cùng sang trọng của ả. Rất ít khi ả xuất hiện ở phố cây đào hay các vùng quanh đó. Mỗi lần ả tới là các bà các cô đứng đắn vội vàng băng qua lề đường bên kia lẩn tránh. Vậy mà Melanie tiếp chuyện ả. Bác Peter giận là phải. Melanie nức nở. Chị chết mất, nếu cô Petey biết được, cô sẽ khóc suốt ngày rồi nói đi nói lại với mọi người và danh giá của chị tiêu tan hết. Nhưng có phải là lỗi của chị đâu. Chị không thể tránh mặt cô ta. Làm như vậy là ác quá. Scarlett, chị thương hại cô ta. Chị nghĩ không biết có phải như vậy là xấu không. Nhưng Scarlett có cần gì phải biết tới khía cạnh đạo đức của vấn đề. Cũng như phần đông các phụ nữ ngây thơ và có giáo dục khác, nàng tò mò muốn biết chuyện các cô gái điếm. Cô ta muốn gì? Ăn nói ra sao? Ồ, cô ta nói năng không đúng cách, nhưng chị thấy là cô ta cố giữ cho lịch thiệp. Tội nghiệp quá à. Chị ra khỏi bệnh viện không thấy xe và bác Peter nên chị thả bộ về. Lúc chị đi qua sân nhà họ Emerson, cô ta từ bên hàng rào hiện ra.
Tạ ơn Chúa, cả nhà Emerson đều đi Macon cả. Cô ta mở lời: Bà White, xin bà cho tôi nói chuyện một chút. Chị không rõ tại sao cô ta biết tên chị. Chị chỉ nghĩ tới chuyện bỏ chạy ngay. Nhưng khổ quá Scarlett, mà cô ta buồn thảm quá và có vẻ khẩn cầu. Vả lại cô ta mặc áo đen và chẳng son phấn gì cả, trông cũng đàng hoàng, chỉ trừ mái tóc đỏ ra. Chị chưa kịp nói thì cô ta tiếp: Tôi biết tôi không xứng đáng nói chuyện với bà, nhưng tôi đã cố nói với con công cái già Elsin, vậy mà mụ ta tống tôi ra khỏi nhà thương. Scarlett cười khoái trá: Ha ha, cô ta kêu bà ấy là con công cái già hả? Đừng cười em, không phải là chuyện đùa đâu. Dường như cô, người đàn bà đó muốn làm một cái gì cho bệnh viện. Em có tưởng tượng nổi không? Cô ta tự nguyện chăm sóc thương binh mỗi buổi sáng. Bà Elsie mới nghe tới đó đã ngất xỉu rồi. Bà ấy ra lệnh cho cô ta rời khỏi bệnh viện ngay. Và cô ta nói: Tôi cũng muốn làm một cái gì có ích chứ. Bộ tôi không phải là dân miền Nam yêu nước sao? Em biết không, nghe bao nhiêu đó là chị cảm động rồi. Một người muốn phục vụ cho chính nghĩa không phải là kẻ hoàn toàn xấu. Chị nghĩ vậy, em nghĩ có đúng không? Trời ơi, chị nghĩ thì có sao đâu. Cô ta còn nói gì nữa không? Cô ta cho biết là đã quan sát nhiều bà hàng ngày tới giúp bệnh viện và nghĩ là mặt chị hiền hiền nên đón chị. Cô ta có một ít tiền muốn góp vào quỹ của bệnh viện và không muốn cho bất cứ ai biết số tiền đó ở đâu ra. Cô ta bảo nếu bà Elsin biết rõ xuất xứ số tiền thì bà ấy không nhận đâu. Vậy đó là tiền gì? Mới nghĩ như vậy, chị suýt ngất đi. Nhưng chị bối rối và ái ngại quá nên không nỡ bỏ đi. Chị nói: Cô tốt lắm. Hoặc là nói vài lời bậy bạ nào đó. Cô ta cười: Bà mới đúng là con của Chúa. Và cô ta dúi cái khăn tay bẩn thỉu này vào tay chị. Ui da, em có ngửi thấy mùi nước hoa này không? Melanie đưa ra một chiếc khăn tay đàn ông được cột gút lại, dơ bẩn và sực nước mùi dầu thơm. Cô ta cảm ơn chị và nói cái gì như là mỗi tuần cô ta sẽ đem giúp thêm một ít tiền. Và chính ngay lúc đó bác Peter đánh xe đến và bắt gặp. Melanie khóc òa lên rồi vùi đầu vào gối. Khi nhận ra người đứng chung với chị, bác quát lớn: Có chịu lên xe ngay không? Từ trước tới giờ chị có bị ai quát tháo như vậy đâu. Dĩ nhiên là chị phải lên xe liền. Dọc đường bác cứ mắng như tát nước vào mặt chị mà không cho chị phân trần gì cả. Bác còn dọa là sẽ mét với cô Petey. Scarlett, em làm ơn xuống dưới nhà năn nỉ bác đừng nói lại với cô. Có lẽ bác ấy chịu nghe em. Để cho cô biết chắc cô không sống nổi đâu. Em giúp chị nha. Được rồi, được rồi. Nhưng mình nên coi cô ta giúp được bao nhiêu đã. Ai chà, coi bộ khá nặng đó. Nàng vừa nói vừa mở gút khăn trút ra giường một đống tiền bằng vàng. Melanie sửng sốt khi vừa đếm xong. Scarlett, tới 50 đô lận. Trời ơi, lại toàn bằng vàng. Em nghĩ là có nên giúp các chiến sĩ bằng cái thứ, cái món tiền làm ra theo cách đó không? Em nghĩ là Chúa có thể thông cảm cho lòng yêu nước của cô ta và sẽ tha thứ không? Cứ mỗi lần nghĩ tới còn quá nhiều thứ bệnh viện cần tới là... Nhưng Scarlett có nghe thấy gì đâu. Nàng đang giận dữ nhìn chiếc khăn tay bẩn thỉu, cảm thấy như bị sỉ nhục. Ở một góc khăn tay có theo mấy chữ đầu của một tên: RKB. Trong tủ áo của nàng cũng có một cái khăn giống y như vậy. Cái khăn mà Red Butler mới hôm qua đã cho nàng mượn để bó mấy cành hoa dại mà họ đã cùng đi hái. Nàng định sẽ trả lại cho hắn tối nay nhân dịp hắn đến dùng bữa. Vậy là Red đã lăng nhăng với cái ả đê tiện quách liên đó và cho á tiền. Và chính số tiền đó bây giờ đem hiến cho bệnh viện. Tiền vàng kiếm được nhờ cuộc phong tỏa, vậy mà hắn còn trân tráo nhìn vào mặt một phụ nữ nết na sau khi đã tằng tiệu với một ả không ra gì. Đã vậy, nàng lại còn tin là hắn yêu mình.
sự kiện trước mắt chứng tỏ là không phải vậy. Gái làng chơi và những gì liên quan tới họ đều là những vấn đề bí ẩn và tức bực đối với nàng. Nàng biết là đàn ông lui tới với hạng phụ nữ đó vì những lý do mà một người đàn bà cao quý không được đề cập tới. Hoặc có nói tới đi nữa thì chỉ sầm xì một cách gián tiếp hay ám chỉ xa xôi. Từ trước nàng cứ nghĩ chỉ có hạng đàn ông tồi tệ mới đi lại với loại gái xấu xa. Nàng tin tưởng rằng hạng đàn ông sang trọng, tức là những người nàng gặp trong các ngôi nhà đứng đắn hoặc đã từng khiêu vũ với nàng, không bao giờ làm chuyện đê tiện đó. Bây giờ một cánh cửa mới mở ra khiến tư tưởng nàng đổi khác, và cái chân trời mới đó đáng ghê tởm làm sao. Có lẽ tất cả đàn ông đều như thế. Họ bắt buộc vợ họ phải đoan chính trong khi họ giao tiếp với hạng đàn bà hạ tiện. Ồ, đàn ông mới ghê tởm làm sao, và Red Butler chính là kẻ đáng ghê tởm nhất. Nàng muốn dùng chiếc khăn tay bẩn thỉu đó ném vào mặt hắn, rồi đuổi hắn ra khỏi nhà và chẳng bao giờ tiếp chuyện hắn nữa. Nhưng không, dĩ nhiên là nàng sẽ không làm như vậy. Nàng sẽ chẳng bao giờ để cho hắn biết là nàng đã nhận ra sự hiện diện của hạng đàn bà tồi tệ đó. Lại càng làm như không bao giờ biết hắn lui tới với họ. Nàng giận dữ nghĩ, phải chi mình không thuộc hạng phụ nữ quý phái, mình sẽ cho cái tên bất lương đó biết tay. Rồi với chiếc khăn tay giò nùi, nàng xuống lầu ra sau bếp tìm bác Peter, đi ngang qua lò lửa. Nàng ném cái khăn vào và chỉ biết đứng nhìn với đôi mắt long lên sòng sọc vì bất lực cho tới khi chiếc khăn cháy rụi. Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh YouTube Truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.